Ồ, giờ idol rủ vô uống nước trà này. Sao không ngần đóng gì vậy trời? Làm gì á? Trà hả? Trà đâu? Bao mùi cơm chín nãy. Trà đâu? Trà nãy. Bánh đâu? Bánh đầu bánh uống trà chay được không? Uống trà chay sao uống ngon lành vậy? Uống lành. Ờ, tao anh cái đem mấy con cá khô nè. Uống nước trà cá khô được không? Được. Được hả? Ờ. Được rồi, nhắm nướng đi. Nhắm nướng uống chứ nhìn gì nữa. Quyệt, quyệt đâu. Thì nhắm mấy tao có bọc quyệt đây nãy. Đâu, bữa nay nên đeo kính làm gì vậy? À, đi xe nó bị bụi vô mắt á. À, đù. Chủ yếu ta thưởng đâu là thời trang rồi chứ. Thời trang đâu, thời trang bụi vô mắt. Nhìn cái con nào hả? Bạch tuộc. Nhìn con bạch tuộc mà nó đau mắt hả? Bạch tuộc đó nó đau mắt. À. Bạch tuộc hai mấy năm đó. Dòng bờ đâu rồi? Nay trang ở ngoài kia lùi về rồi. À đồ. Nay hút phân hả? Nay hút phân. À, bây giờ nhắm nướng rồi uống chứ ai uống chay đồ khó uống không nè. Có ăn chay không? Không ăn chay mà uống chay. Mình bỏ bị cá xuống đây hơi rất đâu mà cầm đi bị cá đồ chay. Ai lấy đâu? Không ai lấy mà nó hơi ông à. Hơi hả? Không, dịch sâu ăn. Gì hả? Sạch sẽ không à? Dạ. Được. Bị nướng ha. Hôm nay ngày gì mà máy bay bay hoài chợ? Việc hả? Ờ. Này ông. Việc gì cũng hết ra. Cháy không đó ông à? Cháy đâu cháy. Ô xin anh dục đi. Dục lấy việc đâu mà mờ mày. Anh có đứa thuốc không? Có chứ, hút thuốc phải có. Nhiều thuốc rồi. Gì vậy? Thì có thở. Thuốc mà... Mờ bằng cái này được không? Cái gì? Mờ bằng cái này được không? Đó cái gì? Nè kiếm. Ủa, kính mà cũng màu được lửa mày. Trời đùa giỡn anh mày á. Trời ơi giỡn không. Đây thuốc này tao ta coi thử, tao chống mắt tao coi thử mày mờ sao mà kính mà màu được lửa nha. Đó à, coi thử ông làm sao mà ông nổ thần nổ tao mà không cháy tao cạo đầu mày. Cầm ấy, cầm đứa thuốc giùm ấy. Cầm hả? Ừ. Để xuống đây nãy. Ăn gì đó hả? Ủa? Thấy chưa? Thấy đó. Để yên chỗ.
xé nha các bạn nha. Rồi cháy ra, cháy ra, cháy ra, cháy ra. Thành công rồi. Cháy này, cháy tối này, đó, cháy tối này, cháy tối này, đó, cháy tối này, đó. Cháy tối này, cháy tối này, cháy tối này, cháy tối này. Cháy này. Nắng nè. Cháy này các bạn. Cháy rồi hả? Hay vậy? Rồi bây giờ sao chuyển qua lửa? Từ từ, khúc phương, ấy không? Đục, cũng kéo hơn hay hơn nữa hả? Đục, à, làm cái này mà tốt, đổ một hơi hột ngày nữa ngoài nắng á. Khúc này anh mày biết. Biết không? Biết, để tao thử. Tao lấy rơm, rơm giò màu chứ giờ sao giờ. Rồi. Đùa thầy à? Cứ đùa với anh mày. Thấy chưa? Thầy à. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thầy, 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 thầy. Thấy không? Đùa, các bạn cháy rồi nha các bạn. Cháy rồi nha. Ở ngoài đồng tận dụng. Đây. Đây. Ổn định chưa? Bây giờ mình nướng cá. Nướng ha, chờ rồi, có lửa rồi, bây giờ nướng cá uống trà chứ làm gì nữa. Rồi, nướng cá uống trà. Rồi. À. Đó, được. Nướng cá uống trà. Quan trọng là mình anh em mình làm là cái nhóm lửa ở ngoài đồng nha, không có quẹt nha. Công nhận hai đồ thông minh thiệt. Thứ gì cũng nghĩ ra cũng biết làm hết. Đây. Ờ chín chưa? Chín rồi. Rồi bây giờ gấp tới cầm tới uống trà. Không quá. Đó. Bíp 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 bíp. Đó. Đồ. Nóng quá. Nóng hả? Nóng. Nóng như lửa luôn hả? Trà. Trà này nè. Trà nha. Vui. Vui là chủ yếu anh em mình làm cái video làm cái cách nhóm lửa ngoài đồng khi không có quẹt nha. Yeah. Nha, yeah. Ô, oh, vô cái này. Ok. Đầu bi quay. Đầu bi cá khô ấy. Cá khô hả? Ừ, thử nó ngon không? Uống trà mà cá khô đồ là nước á, thường phải nói chê. Không không? Thơm một cá khô. Thơm một cá khô đúng không? Không ạ. Ờ, làm miếng thế nha, mời các bạn cá khô nha. Ngon không? Phải đông mà cái gì cũng ngon, ăn được cá khô luôn. Ừ. Ê, vô, vô cái. À, chắc anh em mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Qua video mình cũng muốn chia sẻ thêm về cái cách nhóm lửa ngoài đồng của anh em mình. À, nếu các bạn thấy video này hay nè, có ý nghĩa nè, hãy cho mình một đăng ký, một like, một chia sẻ. Chào các bạn. Chào các bạn.